Ok, hello, hello. À. Thì um, Họ không biết là em em trai Chessmail em có coi ở trong đấu trường cái um, cái clip mà mà cái em Cái em du học sinh tên Linh á. hai ba ngày nay thì cũng rất là sôi động ở bên đấu trường ha. Thì cái tư tưởng cái hệ tư tưởng của các em này uh, hơi bị lệch uh, bị lệch rất là nhiều chứ vậy hơi nữa bị lệch lạc rất là nhiều về cái Cái cuộc đấu tranh của dân tộc ta và lịch sử tuy là đã khép lại rồi trong sống trong ờ ừ, sống trong cái máy trường xã hội chủ nghĩa sinh ra và lớn lên em ấy cũng đã có đúng rồi cái con bé đó là người bác nhưng mà gia đình thì sống tại ba mươi thuộc gia đình sống tại ba mươi thuộc và À, là người đồng hương, à, đồng hương của An Nhiên. Bởi vì bé là đồng hương của An Nhiên cho nên là Nhiên có cái sự chăn trở mà hai đêm nay Nhiên không có ngủ được vì em bé này. Ừ, cũng không hẳn là bé là đồng hương của mình nhưng mà cho dù bé là ở bất kỳ tỉnh thành nào nhưng mà đã được gia đình cho ăn học đi qua, à, qua bên Mỹ du học dưới cái sự à, tin tưởng của nhân dân, của đảng, của nhà nước mình cho những em mà du học sinh, những em có khả năng học giỏi những em có khả năng để mà đi ra nước ngoài học những cái tinh hoa của thế giới hy vọng là các em sẽ đem về để xây dựng đất nước mình thì bao nhiêu cái sự hoài bảo, hoài giọng về những uh, những cái thế hệ trẻ như vậy thì uh, đảng và nhà nước và nhân dân đặt hết mọi niềm tin cho em và kể cả gia đình các anh chị cũng biết rồi uh, đi du học thì tốn rất là nhiều tiền ha tốn rất là nhiều tiền trừ khi uh, trừ khi các em học giỏi thật là giỏi được học bổng thì các em uh, mới có thể uh, đỡ đần được cho gia đình một cái khoản tiền nhất định nào đó và trừ khi các em khi đi ra ngoài nước ngoài các em chịu khó lao động tí xíu đi làm part-time thêm thì sẽ đỡ đần được cho gia đình một tí xíu Thì cái cái vấn đề này thì cũng là một cái sự nhận thức ý thức của từng người thôi và nhiên coi rồi coi cái cái clip của cái em cái em đó tên linh á thì nhưng coi cái clip của cái bé đó là một du học sinh à, bé tâm sự là à, bé tâm sự à, có rất là nhiều điều mình à, mình thấy đồng cảm và mình cũng cảm thấy là tự hào về nước việt nam mình có rất là nhiều người à, nhiều em học sinh đi học giỏi đi ra thế giới tiếp cận với lại những cái tinh hoa của thế giới. đã đem đem những cái điều hay, những cái bài học tốt để về xây dựng đất nước mình. Thì đây là một cái 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 sự tự hào và một cái niềm vinh dự lớn cho đất nước Việt Nam mình. và gia đình của các em đó. Thì có một số em ý thức được cuộc sống và khi mà các em đi ra ngoài nước ngoài học tập một thời gian và cảm nhận hấp thụ được những cái tinh hoa của nước tư bản của nước bạn thì một số hiểu ra vấn đề và các em nói về lại quê hương để giúp ích cho đất nước việt nam mình phát triển nhưng song song đó thì cũng sẽ có được có vài có vài trường hợp không phải vài đâu nha cũng có rất là nhiều trường hợp họ bị um, bị lệch cái tư tưởng bị lệch tư tưởng thì các anh chị cũng thấy rồi gần đây xuất hiện cái nhân vật cẩm thúy rồi những cái nhân vật khác phản động rồi có cái sự suy nghĩ sai về đất nước rất là nhiều và những nhân vật đó họ tìm cho bản thân họ một con đường đi mỹ đi nước ngoài lý do là họ cứ thấy những cái trường hợp giống như con mẹ nấm điếu cày hay là bà nghe hay là những trường hợp khác vừa được đi mỹ theo cái diện mà tù nhân chính trị thì họ cảm thấy cái con đường để mà họ uh, kiếm một cái vé đi mỹ quá dễ dàng với uh, với những cái hành động chống phá đất nước mình Thì họ đi nước ngoài một cách dễ dàng và hợp pháp hơn Cho nên họ bị những cái thế lực đó níu kéo, lôi kéo họ Bằng những cái tư tưởng lệch lạc, những cái sự Họ dùng một hai trăm đô gì đó gửi về Đối với Việt Nam mình Trong cái thời buổi bây giờ một hai trăm đô, bốn năm triệu của những người ở dưới quê đối với họ là cũng lớn những kẻ mà à, lừa biến lao động những những người mà bất mãn xã hội thì đối với họ à, rất là rất là lớn đúng không những cái thành phần đó nó có nhiều cơ hội để nó xuyên tạc và nó gieo vào đầu những em thế hệ trẻ những em du học sinh đi qua tới mỹ và họ muốn được ở lại mỹ cho nên là họ đánh tâm lý những cái thành phần đó và họ đã nhồi nhồi nhét lên trong đầu của những người đó uhm, những cái điều mà uh, sai sự thật về lịch sử sai sự thật về chiến tranh đúng rồi cô bé đó tên nguyễn thị linh đúng đúng là bé đó là bé đó là um, cái tư tưởng của bé đó nó nó đã nó đã bị lệch rất là nhiều lệch rất là nhiều nha thì để nhiên nhiên vô nhiên coi nhiên có có cái đoạn clip nhiên gửi thì có một cái bài xe của cái nick đó tên là võ hồng ly mình vào đó mình mới thấy được cái lượt mà xem á là lên tới 80.000 người nha các anh chị cái lượt xem của cái clip đó là 80.000 người, 80.000 view. Và một cái nữa là của uh, cái gì Đoan Thùy, Thùy Đoan gì đây, đại nhiên tìm. Chúng ta bỏ ra những cái chúng ta bỏ lơ những cái 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 nhân vật này thì chúng ta uh, Đoan Thùy. Đoan Thùy thì cái cái nhân vật đoan thầy này đã quăng lên đấu trường tự do dân chủ nhân quyền với cái lượt xe là đại nhiên xem nha mình mình phải coi cái này thì mình mới thấy một cái sự hệ lụy rất là nghiêm trọng 51 lượt xe bài trong 51 lượt xe bài thì nó có tổng số view cũng hơi bị khá nhiều nha các anh chị tổng số view cũng hơi bị khá nhiều đúng là võ hồng ly là dân chủ cụi Nhiên biết nhưng mà vì sao Nhiên nhắc cái nhân vật này Thì à, để cho Nhiên à, Nhiên nói Tại vì thứ nhất là Nhiên muốn dẫn dắt các anh chị Cái vấn đề hệ lụy là chúng ta bỏ lơ những cái nhân vật này Để cho nó có cơ hội mà nó làm nó nó nó, nó níu kéo nó níu kéo thì trong trong những cái bài mà tụi nó xe ra thì nhiên vô nhiên xem á cái số người mà theo ủng hộ nó nó rất là nhiều và số người lắng nghe con bé này cũng rất là nhiều thứ nhất là con bé này nó có lợi thế là nó là du học sinh tại mỹ và những gì mà nó đang nó đang lắng nghe và nó đang chứng kiến nó đưa nó dẫn dắt cái câu chuyện lệch đi lệch đi sự thật thì những em trong cái lứa tuổi mà đang vô đại học và những em đó đang muốn được đi du học thì lại có cái sự tìm tòi nhiều hơn. Đó là cái thế hệ trẻ. Các anh chị còn nhớ là ngày xưa khi mà thế lực thù địch họ muốn họ muốn đánh phá chúng ta bằng cái con đường là nhồi nhét vô những cái đầu của những các em thanh niên, các em giới trẻ. Những em đó mới lớn thì rất là dễ bị cái tư tưởng dễ bị lung lai và khi họ kể cho các em đó những cái câu chuyện mà lệch tí xíu đi thì các em đó sẽ có cái hệ cái hệ tư tưởng của các em đó nó sẽ sai nó sẽ nghĩ sai về đất nước mình cái điều này là một cái sự rất là nghiêm trọng để nhiên xem võ hồng ly xe bài cái lượt xe của võ hồng ly cũng khá nhiều nha cái lượt xe bài của võ hồng ly là lên bây giờ đã lên tới gần 10.000 gần 100.000 lượt view rồi nha các anh chị và đã có tới 2.471 lượt xe bài nó rất là nghiêm trọng nha có tới 2.400 người bấm like và thả tim cho cái 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 clip này các anh chị thử nghĩ xem là Trong 100.000 người này Thì giờ nhiên cho là khoảng chừng 40.000 người tin nó thôi Thì cũng đã nghiêm trọng rồi Chứ đừng nói 100.000 người Không mình ủng hộ nó rất là nhiều Thỉnh thoảng mình mới chỉ thấy được vài người Có những cái câu hỏi mà mình cảm thấy tâm đắc thôi Còn số còn lại thì Họ tháp tên con cháu của họ vô để mà nó vô nó nghe rồi lại nó có những cái suy nghĩ sai và lịch sử về chiến tranh của nước Việt Nam mình các anh chị cũng biết rồi những cái thành phần mà mà những những em mà trẻ trẻ mới lớn á thì khi họ khi các em nghe các em nghe những người trạc tuổi của nó nói như vậy á thì hả nó lại rất là dễ bị thu hút nha rất là dễ bị thu hút và nó đã tin và những người mà vào phản biện rất là ít Rất là ít nha Trong khi cái số cái số lượt view bây giờ nó lên tới 100 000 Gần 100 000 là 92 000 92,8 ngàn người, người coi Và cái số mà chia sẻ là 2.471 lượt chia sẻ Thì các anh chị thấy cái hệ lụy nó như thế nào rồi Đúng không? Đúng là mình không có bảo quản hết Nhưng mà chúng ta nếu như chúng ta chịu dòm ngó tí xíu thì chúng ta có thể kéo được một số người lắng nghe mình, một số em nó đang có tư tưởng hơi bị lệch, mình vào trong đó mình phản biện và mình giải thích cho nó, mình giải thích cho nó biết cái sai của nó ở đâu, thì nó sẽ áp dụng thực tế với lại áp dụng những cái lời bạn bé này nói, nó sẽ rút ra được những cái điều đúng. cái hay của à, những bậc cha mẹ ở Việt Nam mình từ cái thời của an nhiên an nhiên nhiên sinh ra sau chiến tranh ha nhưng sinh ra sau chiến tranh vì sao mà trong trường học của mình chỉ nói về lịch sử hào hùng của dân tộc thôi vì sao mà cha mẹ mình chỉ kể về những cái um, kể sơ và không cho mình thấy những cái hình ảnh những cái hình ảnh chiến tranh, những cái hình ảnh mà những người mà thua cuộc họ bỏ đi lần đầu tiên nhiên thấy khi nhiên tham gia vào đấu trường vào năm 2018 nhiên thấy những cái tấm hình chiến tranh, những cái tư liệu của chiến tranh, những cái tấm hình như uh, máy bay đậu ở trên trên tòa nhà và bao nhiêu người đu càng lên trên đó để mà uh, trốn chạy uh, chiến tranh đó thì mình lại cảm thấy thương, mình lại mường tưởng ra cái cuộc chiến tranh của uh, quân dân mình ngày xưa của bộ đội cụ hồ ngày xưa thì mình lại cảm thấy thương nhiều hơn nữa mình lại cảm thấy thương và mình mình biết được là bao nhiêu triệu đồng bào chết xuống vì cái chính nghĩa này vì hai chữ tự do này trả giá quá đắt và đến khi mà chúng ta lấy lại được giành lại được độc lập tự do cho đất nước thì những kẻ mà gây án những kẻ mà gây ra bao cái chết chóc đau thương thì họ chưa hề bị trả giá họ chưa bây giờ họ bị trả giá cả và họ ôm hết của cải vật chất họ trốn chạy qua bên nước tư bản. tại vì bản thân họ họ cảm thấy họ sợ thôi nhưng mà thực ra chính quyền đảng cộng sản khi mà vào giành lại độc lập tự do thì chưa bây chưa có cái sự mà đối xử ác với họ cả. kể cả rất là nhiều người ở lại vào cái cái ở lại Việt Nam những người mà sống trong cái chế độ cũ ngày xưa cũng đi lính, điển hình giống như chú Lê Bảo đi Và rất là nhiều, rất là nhiều người ở lại tại Việt Nam Và họ họ đã có cái cuộc sống rất là hoàn chỉnh tại nước Việt Nam mình Cho nên là mình chỉ thấy được là tội ác đem đến cho đồng bào mình Nhưng mà họ chưa bao, chưa bao giờ mà họ bị trả giá cả Vì vậy năm 2018 khi Nhiên bắt đầu thấy những cái tấm hình đó thì nhiên lại cảm thấy là Thương quân dân của mình Thương cho cuộc chiến tranh của đất nước mình nhiều hơn Và mình lại cảm nhận Nhiều hơn cái nỗi đau Của dân tộc Nhiều hơn thế nữa Trong khi thời gian mà mình học ở mấy trường Mình không có gia đình mình Hoặc là thầy cô không bao giờ nhồi, nhồi nhét vô đầu mình Những cái điều thù hận Giống như những người mà Chế độ Việt Nam Cộng Hòa Họ qua bên nước ngoài Và họ đã có những cái sự nhồi nhét vào con em của họ những cái sự thù hận. Hai điểm khác biệt của cái sự giáo dục ở Việt Nam mình và cái sự giáo dục của những người sống tại Mỹ. Với chế độ mà vẫn còn mang cái chế độ của Việt Nam Cộng hòa là nó khác biệt nhiều cái là như vậy. Là gia đình mình và thầy cô không bao giờ dạy cho mình cái sự hận thù. Cho nên những cái thước phim đó, những cái hình ảnh đó mình không thấy chỉ trừ khi chúng ta chịu tìm hiểu và chúng ta vào những cái đấu trường này chúng ta mới thấy thôi đúng không cho nên là khi cái em này thấy được khi em này thấy được những lần đầu tiên em này thấy được những cái hình ảnh này thì theo nhiên cái đoạn clip này là nó không phải hiển nhiên từ em này nói hết nha mà là em này đã trải qua đã có một cái sự chuẩn bị bài vở sẵn của những người ở bên này những người ở bên này sắp xếp sắp xếp và để cho em nói một cách trâu chuốt giống như vậy chứ nếu như thoạt nhiên tự nhiên mà nói những cái cảm xúc nó không thể nào mà nó vô cảm kiểu đó được các anh chị biết không chào anh bằng nguyễn chào tất cả các anh chị mới vô lại thì uh, nhiên, An nhiên sẽ không đá sẽ không nhắc tới chiến tranh lịch sử tại vì những cái cái lĩnh vực này nó không thuộc về của nhiên. Nó không thuộc về của nhiên cho nên là mình mình rất là sợ những cái sự uh, vấp những câu từ vấp của mình thì những người mà trái chiều họ sẽ uh, chụp rồi họ phân tích trong khi họ không bao giờ họ chịu vào họ phân tích cho các em này những cái điều hay lẽ phải nào cả thì nhiên chỉ đưa ra một cái uh, một cái uh, gọi là một cái câu chuyện về một đại gia đình đi một cái sự dẫn uh, dẫn chứng một câu chuyện về một đại gia đình thì chúng ta cũng biết rồi năm cái ngón cái bàn tay thì sẽ năm ngón tay sẽ có ngón ngắn ngón dài gia đình nào cũng vậy hết, cũng sẽ có đứa con ngỗ nghịch, cũng có những đứa con chịu làm ăn, chịu xây đắp cho tương lai hạnh phúc. Những người ngoài vào muốn chiếm đoạt tài sản của gia đình mình mà phải giết, bóc, cướp, thì cháu nếu như cháu nằm trong cái cái trường hợp đó, cháu có có cảm thấy phẫn uất khi mà khi mà mình tài sản của gia đình ông bà mình để lại lại để cho người dân vào để mà lấy hay không. Thì cũng giống như đất nước Việt Nam mình. giống như đất nước Việt Nam mình không thể nào để cho một người dân vào để mà lãnh đạo được. Hiện tại bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam mình lãnh đạo thì cũng là người dân Việt Nam chứ chẳng phải là một cái thằng thực dân Pháp hoặc là cũng chẳng phải là thằng Mỹ hay thằng Tàu lãnh đạo nước Việt Nam mình cả vì sao chúng ta đánh đuổi những điều đó tại vì chúng ta bị áp bức chúng ta bị áp bức chúng ta bị họ uh, làm những cái điều xấu xa họ rải họ rải chất độc hóa học họ rải bom bao nhiêu triệu người chết thì đương nhiên là chúng ta cần phải đứng lên đấu tranh để giành lại cái sự độc lập cho đất nước mình rồi cuộc đời cháu sống trong một cái gia đình sung túc lớn lên được ăn học từ nhỏ đến lớn gia đình cháu được đi nước cho cháu đi học đại đại học đi du học thì đương nhiên gia đình cháu có khá, rất là khá giả rồi và cháu đã kể là gia đình cháu cháu rất là tự hào về gia đình cháu cháu rất là tự hào khi sống ở mái trường xã hội chủ nghĩa và mỗi khi 30 tháng 4 hay là tự hào khi khi mà kể cho nhau nghe những cái chiến tích hào hùng của à, các à, các chú bộ đội ngày xưa khi mà cháu được học lịch sử của à, trong trường dạy mà bây giờ cháu lại có những cái câu hỏi thắc mắc như vậy vậy thì cái cô an nhiên chị muốn hỏi cháu cháu linh cháu có cảm thấy ông bà của cháu thì bây giờ bây giờ mọi người chỉ muốn hỏi cháu à, cháu linh là ông bà cha mẹ cháu có tốt hay không? Cháu từng khoe với gia đình, với lại xã hội là ông bà cha mẹ cháu rất là tốt đúng không? Vậy thì ông bà cha mẹ của cháu sống trong à, sống sống trong cái 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 chế độ của đảng cộng sản việt nam mà họ được cái cuộc sống tốt như vậy và nuôi cháu ăn học thành tài, cho cháu đi học à, du học ở nước ngoài như vậy vậy thì dưới cái chế độ của đảng cộng sản việt nam nếu như không tốt thì làm sao mà cháu có được một cái gia thế hoàn chỉnh giống như vậy được đúng không nếu như chế độ cộng sản việt nam mà có cái sự độc tài giống như những người mà cháu đang sống ở cali đó họ kể cho cháu nghe đó thì làm sao cháu có cái sự hãnh diện về ông bà cha mẹ cháu như vậy được Ông bà cha mẹ cháu làm ăn và có được cái 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 tài sản như vậy Thì do họ sống dưới cái chế độ xã hội chủ nghĩa đó Họ sống dưới cái chế độ của đảng Cộng sản Việt Nam cho nên họ có được những cái gia thế và nuôi cháu ăn học và cho cháu một cái tương lai, cho cháu một cái cuộc sống từ nhỏ đến lớn rất là hoàn chỉnh. Tại sao họ không có kể cho cháu nghe những cái thước phim giống như vậy? Tại sao họ không có cho cháu coi những cái tấm hình đó? Cháu có hiểu vì sao không? Là tại vì họ muốn cháu có một cái tuổi thơ đẹp, không mang thù hận, không có thấy được những cái sự chết chóc đau thương của... À, của đất nước mình họ chỉ muốn cháu tập trung vào ăn học tại vì cái lứa tuổi của cháu là sống trong cái cái đất nước đang được tự do hòa bình thì ông bà cha mẹ của cháu chỉ muốn cháu học thành tài để mà xây dựng cái tương lai của cháu thôi không thể nào nhồi nhét vô đầu của cháu những cái thước phim đau buồn những cái sự chết chóc đau thương của dân tộc như vậy thì để cho cháu có cái tư tưởng của cháu là thù hận thù hết, thù thù ghét. Vậy thì cái tư tưởng của cháu đâu có thể nào tập trung vô bài vở mà học cho đến ngày hôm nay cháu thành tài đâu đúng không? Cô rất là thất vọng tại vì cháu á là một người đồng hương với cô Nhiên. Cháu nói cháu sống tại Ba Me thuộc, gia đình sống tại Ba Me thuộc. Gia thế là người Bắc. Nhưng mà gia đình thì à, lên Ba Me thuộc để lập nghiệp. cháu tự hào là gia đình cháu rất là à, rất là à, được à, à, mọi người lối sớm rồi kính nể kính trọng. Ba mẹ cháu làm ăn làm có tiền cho nên nuôi cháu ăn học cháu có biết là một năm tốn tốn cái khoản tiền mà đi du học là bao nhiêu không? Cháu phải suy nghĩ ra một tháng gia đình cho cháu bao nhiêu tiền để ăn học. Nội có tiền cháu ở apartment, tiền cháu đi tới đi lui ăn uống không một tháng là ít nhất là gần 2 000 đồng. Phải 2.000 đô, 2.000 đô là bao nhiêu tiền? 46 triệu Việt Nam đúng không? Bao nhiêu cái mồ hôi xương máu của của cha mẹ mình làm Dồn cho mình ăn học Để làm gì? Để cho mình có một cái tư tưởng tốt Để mình học những cái điều hay của đất nước Để mà mình lo cho tương lai của mình Chứ không phải để cho cháu ngày hôm nay Cháu tìm tòi những cái lịch sử như vậy Để mà cháu đem ra những cái 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 biểu cảm của cháu theo cái sự dàn dựng của những người ở bên ở bên Cali như vậy cháu có cảm thấy hổ thẹn khi mà mình nhận những cái đồng tiền của cha mẹ mẹ mình như vậy không cha mẹ cháu đang sống tại Việt Nam đó một đất nước mà cháu đang nghe những người bên này kể là cái cuộc chiến tranh như thế này thế kia Tại sao cháu không có so sánh về cái tầng lớp của cháu với lại những người mà những cái những đứa mà cùng chăn lứa với cháu ở bên này? Cháu có thấy khi nó kể ra cho cháu nghe là toàn là thù hận hay không? Còn cháu thì sao? Cháu lại thấy cái thế giới của cháu rất là đẹp đúng không? Cái đó là cái 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 sự giáo dục của à, mái trường xã hội chủ nghĩa. Họ giáo dục con em mình có cái tư tưởng tốt, thoải mái, trong cái nền độc lập hòa bình của nước nhà Để cho con em mình Chú tâm vào cái tương lai thôi Chứ họ không bao giờ nhồi nhét Những cái điều xấu, những cái điều tội ác Mà uh, bao nhiêu cuộc chiến tranh xảy ra Cô 38 tuổi cô mới thấy những cái hình ảnh đó Nhưng mà khi mà thấy những cái hình ảnh đó Thì mình lại cảm thấy yêu đất nước nhiều hơn Mình lại cảm thấy yêu Ờ uh, vì lãnh tụ của mình nhiều hơn một vị cha già của dân tộc mình lại thấy yêu những người mà đã từng nằm xuống nhiều hơn nữa tại vì mình mình chưa từng được thấy những cái điều đó mình chỉ thấy mình chỉ nghe trong bài dở thôi bây giờ mình thấy những điều đó thì cái trái tim của mình nó phải xót xa hơn chứ mình phải yêu ông bà cha mẹ mình nhiều hơn nữa tại sao một con người được ăn học đàng hoàng giống như cháu này mà cháu lại có cái tư tưởng tư tưởng của cháu cháu đang làm cháu đang là một tiêu đề của cái giới trẻ và cháu đang dẫn dắt những cái giới trẻ cùng nhỏ hơn cháu và ngang tuổi với cháu đi một con đường rất là lệch lạc lẽ ra mình phải có một cái sự so sánh tại sao đồng chăn lứa với mình mà các 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 bạn ở bên này lại có những cái tư tưởng hận thù thù ghét người việt nam mình như vậy trong khi bản thân mình mình sống trong cái đất nước đã từng bị những người của chế độ cũ dẫn, người người họ dẫn là ai? Là ngoại bang, là người Pháp, là người Mỹ, chứ không phải là người họ dẫn về là một người Việt Nam để mà cai quản nước Việt Nam. Đúng không? Nếu như người họ dẫn về là một người Việt Nam đi thì nó lại nó lại khác, cái tư tưởng nó lại khác. Nhưng mà người họ dẫn về để chiếm đóng nước Việt Nam mình gây cái chiến tranh đó là một người ngoại bang. Và hiện tại bây giờ cái người mà đang lãnh đạo nước Việt Nam mình là chính là người Việt Nam mình chứ chẳng phải là người ngoại cả. Vậy thì tại sao cháu lại có những cái suy nghĩ lệch lạc như vậy? Cái bài nói chuyện ngày hôm nay An Nhi muốn cái cô bé, cô bé Linh này hiểu được cái vấn đề. Nếu như cháu đã được qua tới nước tư bản cháu học thì cháu cần phải cảm nhận nơi cháu đang đang ở nó xảy ra như thế nào. Như hiện tại tình hình dịch Covid hiện nay. Nếu như cháu nói Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo không tốt giống như họ nói đi, họ nhồi nhét lên đầu cháu đi. Vậy thì tại sao? Tại sao nước Việt Nam lại là một nước mà đáng tự hào nhất trên thế giới trong cái đại dịch chống Covid ngày hôm nay? Tại sao y bác sĩ Việt Nam lại chữa trị cho đồng bào của mình không lấy tiền. Nếu như cháu nói là cháu hiểu ra là cái sự độc tài ở bên trong. Vậy thì tại sao nước Việt Nam mình hiện tại bây giờ lại đang được cả thế giới nhìn nhận cả thế giới viết thư tay cảm ơn, cả thế giới viết thư điện tử cảm ơn. Và cả thế giới đang đang học hỏi đang học hỏi người Việt Nam mình cái tinh thần tương thân tương ái đoàn kết như vậy cô nhiên bước chân qua mỹ là cô nhiên được không được đi học cô nhiên phải đi làm neo đó công việc chè gọi là chè móng thúi đó cháu rất là may mắn cháu được đi học từ ở bên nước anh rồi cháu qua tới bên nước mỹ cháu lại đi tìm tòi những cái quá khứ trong khi cái điều mà gia đình cháu muốn á, là cháu phải tìm tòi cái tương lai của cháu thật ra thì chúng ta chúng ta cứ bỏ lơi không có phải là chúng ta cứ bỏ lơi những người này có nhiều anh chị em nói là mình lo không hết những em này đâu nhưng mà các anh chị cũng nên biết là nếu như chúng ta ngăn chặn được một số nào đó giải thích cho các em hiểu thì đó chúng ta kịp thời kéo các em về chứ nếu như mình có người nào cũng có những cái tư tưởng ừ an nhiên ơi à, mình lo cho các em này không hết đâu những cái video clip này nó sẽ còn nhiều còn nhiều còn nhiều nhưng vậy thì chúng ta bỏ lơi tất cả đi thì cái sự hệ lụy nó rất là nhiều nó rất là nhiều nha các anh chị đúng rồi mình kéo được đứa nào thì tốt đứa đó chắc nói nó rất là đúng mình giải thích được một em một, một em đó nó đang suy nghĩ lệch mà mình vô mình giải thích được mình kéo được em đó thì em đó sẽ giải thích cho bạn của nó nghe và lúc đó là chúng ta có cái sự lan truyền lửa đến các em nhiều hơn chứ không phải là mình nghĩ là mình không không có thể nào mà lo sợ đâu một cây làm chẳng nên ngon ba cây chậm lại nên hòn núi cao cái sự đoàn kết là sức mạnh nói như vậy thì mình mình vào trong mạng xã hội để làm gì mình vào mạng xã hội để mình kéo các em kịp thời về lại